Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip lần này em lên sóng một combo phối ghép rất hay để gửi tới mọi người cùng thưởng thức và tham khảo. Combo bao gồm cặp loa đến từ Anh Quốc Tannoy Sterling GR, model cao cấp nhất trong series Sterling của hãng Tannoy. Và cặp loa này được nhập khẩu chính hãng bởi công ty Anh Duy Audio, đang có giá list là 133 triệu đồng, bảo hành 1 năm. Em sẽ thực hiện phối ghép cùng chiếc âm ly đèn Prima Luna đến từ Hà Lan, chạy bóng công suất L34. Loa Tannoy ghép với âm ly đèn thì luôn luôn cho chúng ta một chất âm rất là mềm mại, ngọt ngào và được rất nhiều anh em audiophile lựa chọn. Và em lên một cấu hình này để cho các bác tham khảo. Hiện tại hai sản phẩm này bên shop em đang có giá chiết khấu siêu tốt. Các bác nào yêu thích và có nhu cầu xin liên hệ em qua số điện thoại 0855 263 263, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em tại địa chỉ số 32 phố Vũ Phạm Hàm. Shop em sẽ có giá chiết khấu ưu đãi tốt nhất dành cho các bác. Và sau đây em xin mời các bác cùng đeo tai nghe và thưởng thức một bản nhạc test. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ riêng ta sao chẳng thật, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh con thơ có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm này. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Hãy subscribe.
bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Chào thế gian nay anh theo em thôi xin.